Ông nó mới bực lên, bực mình nó nói lại: "Ê, ăn bậy chứ không được nói bậy nghe, mày nói vậy là ngu, mày cũng có ăn có học mà mày nói vậy, vậy con người ta 10 điểm trên lớp thôi mà mày ra đường mày nói không được, thực hành không được, dạy dạy lý thuyết suông không vậy, mày dạy làm gì, cái thứ mày sao ngu quá vậy, ăn học mà có ăn có học mà ngu." Ở lúc này vị thần của Kiến Hà nói lại: